Tử vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, bước sang tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, được dự báo, bản mệnh có một tháng thuận buồm xuôi gió, gặt hái nhiều thành công. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, có vận trình thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn, nhận lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu sang chọc nóc. Chọc nóc. Tử Vi tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, thuộc mệnh Tha Xuyến Kim, Xuyến Bằng Vàng. Xem tử vi tháng 1 năm 2023 cho tuổi Tân Hợi thấy rằng, con giáp này được đón tháng đầu tiên của năm mới với nhiều điều như ý, nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi, bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh trong làm ăn thành công phần lớn quyết định ở tính cách khả năng của từng người nhưng yếu tố may mắn cũng rất quan trọng bởi vậy lựa chọn giờ xuất hành khởi đầu cho một công việc dự án nào đó là điều rất cần thiết nếu như người tuổi tân hợi xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn dự án quan trọng thì bản mệnh nên khởi hành vào giờ chẵn ngày lẻ tháng chẵn để xuất phát khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi suôn sẻ gặp nhiều may mắn thành công vạn sự như ý đại cắt đại lợi nhưng nếu muốn thành công những người này cần thận trọng suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, không nên dựa vào cảm tính. Tổng quan tử vi cho người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Người tuổi Tân Hợi may mắn được đón tháng đầu tiên của năm mới 2023 với nhiều điều như ý, nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi, bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh trên phương diện sự nghiệp, nhờ có nhị hợp chiếu mệnh, mà việc hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với bạn bè, đồng nghiệp, nên thường xuyên được giúp đỡ khi gặp khó khăn, đồng thời được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, bạn nên tận dụng cơ hội này để cố gắng hết sức khẳng định bản thân. Các tinh sẽ giúp những mục tiêu tưởng chừng khó khăn của bạn, bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều, việc hợp tác thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đó. Nhiều bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 thấy rằng con giáp này xác định được tiềm lực của bản thân, tiềm năng của các đối tượng khách hàng nên đi rất đúng hướng, đúng đường, thậm chí bạn có thể trở thành người dẫn đầu cho một xu thế mới. Trong khi mọi người xung quanh còn bối rối tìm lại guồng quay quen thuộc sau kỳ nghỉ Tết thì bạn đã đạt được những thành công nhất định. Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành, nhờ những thành công trong sự nghiệp cũng như nhờ thái âm cát tinh phù trợ, bạn nhận được sự chú ý ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh. Người độc thân có thể trở nên vô cùng thu hút trong mắt của người khác giới, bạn nên tự tin hơn và kéo gần khoảng cách với người mình thầm mến. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy duy trì được mối quan hệ hài hòa, yêu thương nhau về mặt sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có những bước tiến đáng kể. Một phần là vì các tinh phù trợ, một phần là nhờ bạn đã luôn cố gắng phấn đấu hết sức. Những gì bạn gặt hái được vào thời điểm này là hoàn toàn xứng đáng. nhị hợp phù trợ cho thấy những kế hoạch bạn lập ra vào thời điểm này rất sát với thực tế và với năng lực bản thân. Chính nhờ vậy mà bạn bắt tay vào làm vô cùng thuận lợi nhờ có tầm nhìn xa trông rộng bạn nhận ra được khoảng thời gian sau tết mọi người thường thờ ơ lơ là vì vẫn ham vui nếu làm nghiêm túc tập trung hết sức vào nhiệm vụ thì tỷ lệ đạt được thành công sẽ cao hơn nhiều các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp cũng giúp ích cho bạn khá nhiều trên con đường chinh phục thành công bản mệnh luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác trong công việc nên khi gặp khó khăn bạn cũng nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của mọi người xung quanh con giáp này có thể yên tâm đối diện với những thử thách khó khăn bởi tinh thần đoàn kết sẽ giúp mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều nguyệt lệnh lâm quan cũng là dấu hiệu cắt lành trong vận trình sự nghiệp của người tuổi tân hợi nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn chỉ cần có đủ tự tin để nắm bắt và cố gắng hết sức thì thành công sẽ chẳng còn xa tuy nhiên một số người đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu căng tự phụ khoe khoang thành tích của mình dù đạt được điều gì đi nữa bạn cũng luôn nên giữ thái độ khiêm tốn học hỏi bởi mọi người xung quanh có rất nhiều ưu điểm để bạn noi theo hơn nữa việc quan sát người khác để đúc rút kinh nghiệm cho mình là vô cùng cần thiết về mặt tài vận Vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, vô cùng rực rỡ ngay trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão này, điều đó báo hiệu một năm tràn đầy may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. Cục diện ngủ hành nghị hợp phù trợ, đem tới cho bản mệnh nhiều mối quan hệ triển vọng để bạn có thể hợp tác làm ăn đem về nguồn lợi nhuận khả quan cho chính bản thân. Bạn còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng, nên đôi bên có thể nhanh chóng hướng tới một mục tiêu chung, gạt bỏ những rào cản xuất hiện trước mắt. Theo tử vi tháng một âm lịch năm 2023 cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo có thể nhanh chóng mở lối đi riêng cho mình, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Trong khi mọi người xung quanh còn loay hoay tìm ra hướng đi cho mình, thì bạn lại là người dẫn đầu thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương thưởng triển vọng vì vừa ra Tết mà bạn đã giữ được tinh thần nhiệt tình, hăng hái, không ngại nhận các nhiệm vụ khó. Công lao của bạn từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận, và dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng, hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Tuy nhiên, dù túi tiền có dùng dình đến mấy thì bạn cũng nên khiêm tốn, tiết kiệm, chớ tiêu xài hoang phí cho các hoạt động phô trương, bản thân bạn có thể sẽ trở thành mục tiêu chính của những chia sẻ, lừa đảo, hoặc trộm cắp đấy. Về mặt tình cảm, những thành công rực rỡ trên phương diện sự nghiệp chính là yếu tố khiến người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 trở nên nổi bật trong mắt người khác giới, đi đến đâu bạn cũng nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ và yêu mến của mọi người xung quanh. Thái âm cát tinh chiếu mệnh khuyên người độc thân nên nhiệt tình và cởi mở hơn với các đối tượng khác giới, thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, bạn có thể tìm thấy người có cùng cách suy nghĩ với mình, khi đã tìm được người phù hợp thì việc phát triển mối quan hệ trở nên rất dễ dàng và nhanh chóng nếu bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc trò chuyện thường xuyên hơn nếu thấy người đó phù hợp với mình hai bạn có thể tiến những bước xa hơn còn không thì đôi bên vẫn có thể làm bạn với người đã tìm được nửa kia hoặc đã lập gia đình mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một hòa hợp hơn đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau trong dịp tết đến xuân về hai người có thể tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào tuổi tân hợi là những người tỉ mỉ kỹ lưỡng trong chuyện tình cảm người tuổi tân hợi thường phải là người xứng đáng với phẩm chất cao thượng về nhân cách mới khiến họ tăng gấp nhịp đập của trái tim đúng như câu hồng phấn tặng giai nhân bảo kiếm tặng anh hùng hay quý phật tặng quý nhân vì ý thức cao về bản thân và có tâm ý như vậy nên tuổi tân hợi là những chàng trai cô gái kén chọn rất kỹ lưỡng nửa kia của mình nhưng kén chọn kỹ nhiều khi sẽ dẫn đến mịn màng mất cơ hội Bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh vào các tháng như tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm cho mình một nửa phù hợp, tình yêu vĩnh cửu bắt nguồn từ sự cảm thông, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, bởi vậy tuổi Tân Hợi cần phải biết cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người bạn đời của mình. Bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh vào các tháng như tháng 2, tháng 7, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng, điều quan trọng là Tân Hợi cần phải biết nhường nhịn, dĩ hòa vi quý mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa thuận. Bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh vào các tháng như tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch có đường tình duyên gặp nhiều may mắn, sớm tìm được ý trung nhân trong cuộc đời mình. Về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thấy rằng bản mệnh không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe, cũng nhờ có sức khỏe mà bạn có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù là trong hay sau kỳ nghỉ Tết bạn cũng nhớ là hãy giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác tuổi Tân Hợi sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo